Xin chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Feng Feng. Sau cái chuyến đi trước vào trong cái thôn này thì Feng Feng có làm việc với cả cán bộ thôn, bí thư của thôn, thì có nhận được thông tin là ở cái thôn này có hơn 80 hộ dân, nhưng mà trong đó có 64 hộ là hộ nghèo. Và trong cái thời điểm là đang là tháng 3 ngày 8 không có lương thực thực phẩm, rất là đói bà con. Thì sau khi chuyến đi đấy về thì Feng Feng có kết nối với mọi người trên kênh YouTube của Feng Feng, thì là rất may mắn nhận được rất là nhiều tình thương từ các mạnh thường quân. Là Feng Feng đã nhận về hơn 20 triệu 700 nghìn đồng. Thì trong đó là Feng Feng đã mua 64 bao gạo cho 64 hộ dân nghèo và 64 thùng mì tôm, 64 hộp sữa. Thì là tổng chi của Feng Feng là đã chi hết 16 triệu 528 nghìn. Và Feng Feng sẽ chi thêm một số tiền cho một số em nhỏ. Còn các danh sách các mạnh thường quân thì Feng Feng sẽ để ở trên danh sách. Cái danh sách các mạnh thường quân thì Feng Feng sẽ để trên màn hình của Feng Feng. Đó, thì là hôm nay thì Feng Feng lên bản để trao mì tôm gạo cho bà con thôn bản ở trên này. Trong cái mùa tháng 3 giáp hạt này rất là đói. Thì hôm nay thì Feng Feng sẽ quay chia sẻ lại cho các bác. Và cũng có lời cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ cho bà con nghèo ở cái thôn này. Có lương thực, có mì tôm, có mì tôm, có gạo, có sữa đó. Đây có sữa ông thọ này. Có 64 lon sữa ông thọ. Thì là mì tôm và gạo. Thì là mì tôm sẽ là ăn sáng, còn gạo thì sẽ ăn trong một trong hai bữa. Ban ngày thì có trao đổi với chính quyền và anh bí thư thôn ở kia thì bảo là trong mỗi một bao gạo này, một thùng mì tôm này và một hộp sữa này thì bà con có thể ăn qua một tháng. Một tháng là có thể là sống được vào cái gạo và mì tôm này trong một tháng đấy. Đó thì là bây giờ thì đây cái mì Thanh Thanh sẽ quay cho mọi người. Và cũng xin lỗi tất cả khán giả của Feng Feng là trong cái thời gian vừa rồi là Feng Feng cũng sức khỏe rất là kém. Đó, nên là giọng của Feng Feng thì có bị khản đi. Đó, thì cái chuyến thiện nguyện này của Feng Feng ấy, thì là cũng là gần như là chuyến có thể cái thôn này còn rất là nhiều người khó khăn khuyết tật. Đấy, mà bà con nghèo, nhưng mà có thể là Feng Feng sẽ phải quay về thành phố Hà Giang để làm một số dự án. Thì Feng Feng sẽ công bố sau mọi người. Nhưng cái chuyến thiện nguyện này của Feng Feng cũng gần như là cái chuyến thiện nguyện trong đến thời điểm này là Feng Feng không nhận thêm Feng Feng không nhận thêm bất cứ một cái số tiền nào thêm cho mọi người ở đây. Rất là có rất là nhiều cô bác anh chị và mọi người là cũng gọi điện cho Feng Feng là mong muốn gửi thêm cho bà con ở đây, nhưng mà Feng Feng xin được dừng lại đã. Bao giờ Feng Feng có thời gian quay lại đây hay là Feng Feng làm xong dự án của Feng Feng thì Feng Feng sẽ nhận tiếp các tình thương mọi người. Ở đây thì Feng Feng cũng mua thêm 500-600 nghìn tiền bánh kẹo cho trẻ con ở đây. Trẻ con này nhiều lắm. Ai? Bao nhiêu tuổi? 50 tuổi. Chưa biết nói. Chưa biết nói à? Mẹ 73 tuổi đây. Cái gì không biết là cái gì nè cháu à? Không biết làm gì à? Không biết là cái gì, không biết nói à? Thường nói không biết nghe à? Đấy. Vâng. Nhà bà ở trên này này. Vâng, nhà con trên. Con này bà ở trên. Nó không biết làm như nào đâu. Anh này. Hai mẹ con khác ở. Hai mẹ con rồi. Bố đang nhốt từ năm 50 tuổi rồi. 50 tuổi rồi. 50. Nhưng bây giờ vẫn chưa nói. Nói chung là từ để ra với nhau bây giờ. Suy nghĩ như một đứa trẻ nha. Để nói. Đấy nhìn như hai anh em này. Nhìn hai anh em. Hai anh em ạ. Đúng rồi, hai anh em. Hai anh em ạ.
chị dâu này là anh à, chị dâu là... chị dâu đúng rồi chú là... à chú. Thế cũng là hai anh em còn gì nữa, anh em nhưng mà không phải anh em ruột, anh em trong họ hàng thôi. Đi ra xem anh Thưởng Thôn, anh Bí Thư đâu nhá. Đây đây. Anh ơi, bà con mình đã đến đông đông một tí chưa? Đến nhưng mà... giới thiệu với mọi người, đây là anh Bí Thư của thôn mình đúng không ạ? Vâng vâng. Đâu cho em xem nào. Trong là, có mặt ở đây là vẫn chưa đủ. Chưa đủ à? Vâng. Thế mình đợi bà con đến đông đông tí mình xong mình phát nhá. 15 phút nữa đi. 15 phút nữa. Vâng. Trong thôn mình thì là chính xác là có bao nhiêu bao nhiêu hộ? Có 81 hộ. Nhưng bao nhiêu hộ nghèo? 64. 64 đấy. Thì hôm trước em có nhận thông tin là 64 hộ, thì hôm nay em có mua 64 thùng mì tôm. Vâng. 64 hộp sữa. 64 bao gạo loại 10 cân. Vâng. Đấy cho bà con. Đấy. Thì là đây là cũng là làm giai đoạn 1. Thì cho em hỏi là trong thôn mình còn em nhìn thấy, thì qua những cái trường hợp em nhìn thấy là bạn có bị người bị mù này, người bị khuyết tật này, thì trong thôn mình còn những người nghèo già neo đơn có. Có thôn mình đã là phải là thôn nghèo nhất ở trong cái thị trấn Đông Văn này chưa? Gọi là thôn nằm trong mấy thôn nghèo nhất à. Mình thôn mình này, thôn Cố Lổ này, Tụt Xá này, thôn này là mấy thôn nghèo nhất, là thôn nghèo nhất đó là thôn mình. Vâng, thế thì anh giúp em thôi. Bây giờ anh cứ giúp em tạm thời trước là cái phần phát quà cho bà con hôm nay đi. Vâng. Thì em thấy qua trao đổi với cả mọi người em, thì cái tháng 3 ngày 8 này thì là cái thời điểm giáp hạt. Vâng. Bà con đây cũng rất là đói. Vâng. Cũng không có. Vâng. Thì em cũng có nhận được tiền của các mạnh thường quân. Thì em cũng thay mặt các mạnh thường quân thì em cũng mua đến cho bà con. Đấy, thì là cũng mong là những cái món quà của các cô bác mạnh thường quân là nó có ý nghĩa. Vâng. Thiết thực cho với bà con thôn mình. Vâng. Vâng. Em thay mặt bà con là cảm ơn mọi người. Vâng. Em cảm ơn nhé. Thế bây giờ giúp em là phân bổ bà con trong danh sách này, bởi vì anh là người biết rõ nhất là danh sách người nào phát chưa, người nào chưa phát. Vâng. Đấy, cho nó rõ ràng không đến lúc để em. Dạ vâng. Như em đọc từng hộ xong là nó ra đây, đứng ra đây thì mình trao này. Dạ vâng. Không vâng. Thì cứ để lấy thôi, thì có gia đình nó về hai người thì nó nhận hai suất lại. Thế thì anh quản lý giúp em về đấy nhá. Vâng, cảm ơn anh. Ở đây trẻ con thì rất là khổ, rất là khó. Đấy, các bác đây ngày nào cũng ở trên đồi này kìa, nhưng mà cứ thấy có đoàn từ thiện, có bà con đến cho cái gì ấy, là mọi người không phải là gọi nhau nhưng cứ biết là chạy đến chạy đến. Chào chú ạ. Dạ vâng. Hôm nay cũng rất là tiếc bởi vì không mua được nhiều bánh kẹo, cũng chỉ mua được 500-700 nghìn tiền bánh kẹo cho bà con ở đây thôi, cho trẻ con cũng. Đúng rồi, ăn xong là để gọn vỏ nhá. Trời ơi. Không ngồi lên đây đâu. Ô, nhìn trời, khó thân hè. Thì anh Sơn ơi, đứng lại em tí. Cũng xin được giới thiệu với tất cả mọi người, đây là người bạn anh đứng đây, cũng là người bạn này, là người anh của Feng Feng này, và người đang là người quản lý trực tiếp đấy, cũng hay đi, cũng là người đi sâu đi xa vào cái bản này. Anh là người nắm rõ nhất về cái tình hình của thôn bản 64 hộ nghèo này và một số thôn bản nữa. Thì trong thời gian này thì hết ngày hôm nay thì Feng Feng phải về dưới Hà Giang để thực hiện một cái dự án với mấy người anh của mình đó. Thì là ở đây thì Feng Feng không có thời gian ở đây nữa. Thì là anh này, anh Sơn này đó, thì anh sẽ là người đi quay trực tiếp những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong thôn, trong bản này. Đấy, cũng mong là mọi người mà yêu quý thôn bản, yêu quý bà con ở trong thôn này, muốn chung tay giúp đỡ bà con ở đây thoát qua cái cảnh
nghèo đói hay là có thể hỗ trợ giúp đỡ được gì, 500, 1 triệu hay là một cái bánh, cái kẹo hay gói mì tôm, thì làm ơn mọi người có thể theo dõi các video của bà con thôn bản đây qua kênh của anh ấy. Kênh của anh đấy thì là kênh là Đá Cao Nguyên. Đá Cao Nguyên. Và Phen Phen sẽ để cái link phần mô tả kênh của anh ấy ở bên dưới. Thì những ai yêu thương đây, những hoàn cảnh bà con ở đây ấy, thì mọi người sẽ ủng hộ hoặc là mọi người theo dõi đây, bà con thôn bản đây. Bởi vì Phen nhìn thấy đây, đây cái đây có em, đây có rất là nhiều, có cực kỳ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở đây. Đấy. Mà người tên ở đây người ta rất là quý người, người ta rất là cần những cái tình cảm. Đây có em Mù đây không? Mù kia. Còn đây là ông chú này 50 tuổi rồi nhưng mà chưa biết làm cái gì hết. Đó thì là đây có em Mù đây, tí nữa thì Phen Phen sẽ trao tiền. Đó thì là mọi người yêu thương bà con mà muốn ủng hộ giúp đỡ gì thì mọi người có thể theo dõi bà con ở trên kênh của anh của mình đây. Đây là anh Sơn. Xin chào các bác, các cô. Con tên là Sơn và cũng đồng hành cùng Phen Phen để làm những chương trình thiện nguyện ở trên vùng cao. Và mong rằng sau này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và sự ủng hộ của các bác đến các người Đồng Văn, đến những cái thôn bản nghèo, các em nhỏ khuyết tật ở trên này. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác. Đó, đấy các bác ạ. Thì là bây giờ mọi người mà có muốn theo dõi những em này này, em Mù này, thì cũng có rất là nhiều các cô bác, anh chị là cũng đây, em này này. Đấy, hôm trước thì mọi người nhắn tin gọi điện cho Phen Phen bảo là cho em tiền rồi bảo giúp em đi chữa bệnh nhưng mà Phen Phen chưa đi được. Đó. Em này thì cũng là rất là vất vả. Bởi vì như này đi chơi ấy, thì là tất cả các em. Đây là mẹ. Thế là con mình được bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi rồi. 13 tuổi. Đấy 13 tuổi, đính chính với các bác hôm trước là bảo là 20 tuổi thì không phải. Đấy bà con dẫn đi chơi nhiều lúc mà các em dẫn đi chơi ấy, đấy, các em nhỏ dẫn đi chơi này, nhưng mà thực sự có một điều rất là thương các em ý. Đấy, thương em ý ở một cái chỗ là mọi người dẫn đi chơi nhưng mà dẫn ra những cái chỗ này chơi nhưng mà cũng chỉ biết đi thôi. Đấy, cũng chỉ biết đi đến thôi, cũng cùng trang cùng lứa với các em nhỏ này nhưng người ta nói cười, người ta nhìn thấy, nhưng mà em ý, thì là ai cho gì thì em ăn ý. Ai dẫn đi đâu chơi thì vui thì em cười, mà thấy mọi người cười thì em cũng cười. Đó, đi chơi làm sao cũng có nhìn thấy cảnh đẹp gì đâu. Đó, em này cũng rất là thương này. Đấy. Ở trong thôn này. Anh ơi, anh cử ra ba người để đứng phát, một người phát ví dụ bà hộ này, gọi hộ này lên này thì đưa mì tôm này, đưa gạo này và đưa sữa nữa thì là cho một ra đấy, có một ba mà nhờ ba anh đứng ở đây, nhờ ba người đứng ở đây. Cái sữa để đằng sau, Huy ơi, giúp anh để cái sữa lên, em để đằng sau con. Thôi hay là để em đi, em giúp đi, em giúp với anh Yến giúp em với nhá, chia gạo. Anh ơi, mà đâu nhỉ, bác bí thư này, em đây rồi, đây để em sẽ cho anh ơi em sẽ cho hai người hỗ trợ, đây là hai người 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 cùng đoàn em. Rồi vâng. Con
Ở cái gạo mì tôm này cũng xin phép các bác, bởi vì đây là ở giữa thôn nên không có bàn ghế, nên là nhóm của Phen Phen cũng có cắt cái bao gạo kia kìa đó để ra để xuống dưới đấy, chứ nhóm Phen Phen cũng không mong muốn là để xuống đất như này. Đấy, bàn ghế ở đây thì cho các em ăn bánh kẹo rồi nên là nó cũng nên là mong các bác thông cảm, ở đây là giữa thôn nên không có bàn ghế gì kìa. Gọi ra xếp hàng. Nhà chú. Nhà chú ở đâu? À, chú có phải là thuộc hộ nghèo không? Phải, đúng là hộ nghèo à. Hộ nghèo à? Nhà chú có mấy con? 46 con. Ai lấy rồi thì cả chú. Đây. Cái này trước. Thế là xong, nó đi nữa. Đây, cái này.
Có ai về hộ bà không? Tao về được không? Về được không? Có sữa. Một người bê hộ bà ra ngoài cũng được. Người này là leo đơn à? Ở một mình à? À. Bà ở mình không? Bà ơi, bà. Chị ơi, bà đây là ở bà một mình à? Có biết nói tiếng Kinh không? Chắc là bà cũng biết nói tiếng Kinh à? Chị Pau à? Hơn 60. Cái này chị Pau rồi. Có ai? Cún này, ra chú bảo. Chú hỏi con một tí, con nói tiếng Mông với bà là bà là nhà bà có mấy người, bà ở đâu? Bây giờ là còn bà một mình thôi. Một mình bà, không có con, không có con à? Có, nhưng mà họ ra ở riêng. Không ai nuôi bà? À, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mươi hai tuổi à? Khổ thân bà. Thế hỏi bà xem là hôm nay bà nhận được gạo mì tôm thì bà có vui không? Có cả sữa đó, đâu sữa của bà đâu rồi? Hỏi bà sữa đâu? À, hỏi bà là hôm nay bà có đường à, có sữa này, có gạo thì bà có vui không? Bà vui quá. Cháu cảm ơn bà ơi. Dạ. Sao xanh à? Nói chúc bà là sức khỏe nha, bảo bà sức khỏe, mì tôm với ở gạo này bà có thể ăn được một tháng đấy. Nhưng mà bà 60 mấy tuổi thì mà có bê được cái này không, sợ lặng. Nhà bà có xa không? Trên đỉnh luôn. Đâu, trên đỉnh núi á? Tít trên đỉnh núi á? Trên cao cao luôn. Ồ. Thế bảo bà ngồi đây chơi nhá, anh đi ra đây chơi quay cho các bác xem nhá. Chị thế này, thế còn chị, nhà chị ở đâu? À, chị Pau à? Cũng là trên núi đấy à? Cũng là hộ nghèo à? Em hỏi, cháu hỏi chị xem nào, hôm nay chị nhận, nhà chị có bao nhiêu người? Nhà chị có 4 người. 4 người à? Có mấy con nhỏ? Chị đấy với cả chồng đúng không? Với cả hai đứa con là 4 người. Hỏi chị hôm nay là chị có vui không? Nào nha. Thôi cố gắng sống qua mùa tháng 3 Giáp Hạt này nhá. Cảm ơn cháu nha. Sao xanh à? Có vui, chú có vui không? Vui. Nhà chú xa không? Không. Thế mang về à? À, cháu bảo này. Thôi kệ chú đi. Đấy, chắc là người đến này. Vui quá, ai đến nhận được gạo mì tôm cũng vui. Đây, bà cũng mang về này. Đây là Phang Phang cũng tiện đây thì Phang Phang cũng quay qua luôn đây. Đấy, thì các mạnh thường quân là giấu tên, có chị giấu ở đây thì Phang Phang cũng có ghi tên này. Nhưng mà thôi các bác thông cảm nhá. Chị giấu tên ở Sài Gòn này, gửi cho Phang Phang 2 triệu này. Đấy, bảo là cho em gù, em liệt xe lăn
Nhưng mà qua trao đổi lại với chị thì chị bảo là thôi Phen Phen ạ, Phen Phen làm dự án gạo với mì tôm cho bà con ấy, thì tiền nó không đủ thì Phen Phen sử dụng hết vào để mua gạo mua mì tôm này. Đó thì là chị Quỳnh này, chị Lê Thị Trinh này cũng gửi 500 này, cô Quỳnh Đặng này đấy gửi 4,6 triệu đi cho Phen Phen 600.000 này. Đấy, cô Lan Phương giấu tên này. Đấy, cô này cô giấu tên nhưng mà cũng xin lỗi cô bởi vì con quay như này thì mọi người đã nhìn thấy hết rồi, là gửi cho con là 4,6 triệu này. Đấy, thì là 200 đô thì bảo cho Phen Phen 100 này để Phen Phen đi lại đổ xăng này. Chú sao bé tí này đi à? Đấy, chú Duy Nghiễn này gửi cho Phen Phen là 2,3 triệu này, cho Phen Phen 300 này. Đấy, cô chị bạn Hà Kim Phượng này, thẩm mỹ là masking Miss King này ở Bắc Linh gửi cho Phen Phen 200.000 này. Đó, và chú Cường gửi cho Phen Phen 1 triệu để mua sữa này. Đó, cô giấu tên thì cũng gửi cho Phen Phen 1,5 triệu cho Phen Phen 500.000 này. Đó, thì tổng là Phen Phen nhận về 20,7 triệu. Đó thì là Phen Phen đã chi hết 16,528,000 và tí nữa 16,528,000 này thì là chưa tính tiền bánh kẹo. Tính tiền bánh kẹo vừa nãy Phen Phen mua hết còn 700.000 tiền bánh kẹo đây nữa này. Đó thì Phen Phen chưa tổng hợp bởi vì đến đây thấy nhiều trẻ con quá, Phen Phen mới trích từ những cái số tiền mà còn thừa trong ngày ra ấy, làm mua mì tôm với cả đường sữa ra thì Phen Phen mua bánh kẹo rồi. Đó, và thì là còn lại bao nhiêu thì là Phen Phen sẽ tổng hợp lại cho mọi người. Bà con nhận đi về. Anh, em cảm ơn anh nhá. Hôm nay cũng có anh tổ chức giúp đỡ cho bà con đây. Em cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em. Dạ vâng. Thì cố gắng tạo điều kiện cho bà con nữa. Dạ vâng ạ. Em vất vả lắm. Dạ. Cũng giới thiệu với mọi người đây là anh ơi. Em quay như này thì anh có thể giới thiệu qua một tí cho mọi người biết không ạ? Mình tên là Thắng. Anh Thắng. Mình công tác ở Ủy ban thị trấn. Ủy ban thị trấn ạ. Vâng. Em cảm ơn anh nhá. Đấy. Thì hôm nay đến thì cũng có đại diện chính quyền của thị trấn này, chính quyền của địa phương này, đấy, kết hợp với bà con nữa để tạo điều kiện cho Phen Phen trao hết những cái phần quà từ Mạnh Thường Quân đến cho bà con ở đây. Lấy xong rồi về đi em. Lấy xong về đi tập trung đông. Bất cởi nhờ. Ai cũng được. Ô sao em bé ngồi ôm này hả? Chắc chị Pau à? Dạ. Dạ vâng ạ. Hai mẹ con cực kỳ khó khăn. Hai mẹ con vâng. Thế ạ. Đưa một mình bà nuôi chồng chết rồi. Chồng chết rồi ạ. Nhà chắc tít trên đỉnh núi cả anh. Một mình ở trên đó. Ông bảo ấy sẽ nói em ấy. Dạ. Thôi thì để tí nữa mà còn thời gian là em cũng lên thăm qua nhà một tí để xem hoàn cảnh nhà như nào. Dạ. Dạ vâng ạ. Đây này. Đây một con. Cái em bị kiểu mù đâu rồi à? Em bị mù đâu rồi nhỉ? Trọng ơi cầm cho anh để anh đi giúp trao cho em mình. Ba mình mua. Ba mình mua mà thì cũng nhau đi.
Con chậm chậm. Dạ vâng. Đây đây. Nào mà nó biết con phát sinh à? Nhiều. Phát sinh cái từ tàu nữa rồi. Đây là con này. Anh thì anh quay nhà này. Đây là... anh Thắng ơi, cho em xin phép hỏi qua chức danh anh một tí. À, anh là công chức lao động. À, vâng ạ. Thương binh xã hội. Thương binh xã hội. Dạ vâng. Đấy, anh có truyền đạt thông tin cho Phen Phen là đấy, nhà ở trong thôn này thì có hoàn cảnh cụ bà cũng lớn tuổi rồi mà phải nuôi người con hơn 50 tuổi đây mà cũng ngờ nghịch đấy, cũng chẳng biết gì, cũng như một đứa trẻ con này các bác đấy, thì là bởi vì chỉ có hai mẹ con thôi, cái điều mà Phen Phen không biết là giải quyết như nào, không biết là suy nghĩ như nào, bởi vì nếu người mẹ này có qua đi đi ra đi ấy, thì không biết là người con này thì là ở trên đây ấy, thì cũng không có nhiều trung tâm bảo trợ xã hội hay là những cái cơ sở để giúp đỡ, thì cuộc sống thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn vất vả. À, thì cũng chưa có thời gian để đến thăm đó. Thì Phong Phen Phen của anh chia sẻ thôi. Đó thì là 64 suất này thì là Phen Phen đã trao gần hết rồi, chỉ còn một số hộ gia đình là bây giờ đang trên núi cao sẽ đi xuống để trao lốt. Thì cái phần việc của Phen Phen ngày hôm nay thì cũng là xong rồi, thì Phen Phen cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Thì là cũng rất là cảm ơn, xin chân thành cảm ơn tất cả những cô chú, các mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ cho Phen Phen làm cầu nối kết nối với bà con vùng cao đây. Đó, đây là, thì cũng xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video khác. Thì cũng như Phen Phen nói thì Phen Phen từ ngày trước rồi, từ ngày trước rồi Phen Phen cũng đi vào cái thôn bản này rất là nhiều. Đấy, cũng biết được rất là nhiều cái trường hợp khó khăn, cực kỳ khó khăn, và đặc biệt ở trong cái thôn nghèo này. Thôn này là thôn giáp biên giới. Đấy, Ma Tìa. Đấy, bên trong này còn một thôn nữa. Thôn bên trong này còn cũng rất là khó khăn. Đó. Thì nếu còn cơ hội mà sau này có thời gian hay có duyên thì Phen Phen sẽ quay lại thôn này. Thì cũng không biết phải nói sao. Cũng chia tay bà con ở trên thôn này để Phen Phen đi về dưới Hà Giang. Cũng cũng hy vọng có thời gian gần nhất thì Phen Phen sẽ quay lại để kết nối bà con với cả các mạnh thường quân. Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người ở video khác. Rất mong mọi người thông cảm bỏ qua cho Phen Phen, bởi vì ngày hôm nay Phen Phen sức khỏe hơi kém, giọng nói có thể khàn, nằm mọi người có thể sẽ nghe thì hơi khó. Thì Phen Phen cũng xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video khác.